Con chỉ dừng lại nhá. Đừng buông ra là té giặt mặt đó. Trời ơi, cái em con bị gì? Cái em nó kỳ vậy? Ê, 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 ê. Về, về. Trời ơi, con cứ giữ đi, con biết à. Đánh đấy. Tiên cao chứ. Giờ có hát không chứ? Để bị sận ra khỏi luôn đi. Vậy. Để bị sận khỏi luôn. Vậy. Có hát không? Có hát bản gì? Chứ kiếm muốn bán gì bản gì? Toàn cỡ về nhà lấy châu kèo à. Cái tiền à, cái bản tiền thắng tình thua đi. Tiền thắng tình thua có ai ngờ đâu tiền. Anh mất đi rồi em còn biết tìm ai. Tân Nguyên ơi, Tân Nguyên ơi, trời đi đâu, trời đi đâu, trời đi chung nào, Tân Nguyên ơi, Tân Nguyên ơi. Chế lại tụt tụt chứ. Chế bản gì nữa? Cho 100 ngàn là phải rồi. Chế bản gì? Không có học, không tụt lời gì đó. Ôi, cởi đi. Vui vẻ là chính đúng không chứ? Vui vẻ là được. Bốn bản rồi đó, đưa tiền ra đi nha. Nãy giờ chưa vô, nào có... 4-5 bản rồi nha. Cái khúc á, mày sẽ cái chuyện đó. Ờ. Ca khúc và sĩ. Ta nói gì chứ đâu có đồng ý được kiện chức đang nói gì nhỉ? Gia đình là kiện chức hát cái đó tự tự nguyện thôi. Mũi bự ơi, gì này sợ quá mũi bự. Anh em hát xong rồi đó anh còn đưa tiền cho em đi còn. Đúng rồi giờ hát quá để qua anh bảo việc viện cái bài nào ra bài đó. Chắc là một bài tới 3 phút. Con đường chưa em đây và chứ hát lại có câu đó hoài hát đủ 3 phút cũng được. Mạnh tay tay chỉ một đêm trăng thanh quang bên đường vắng xanh chỉ còn con với chân. Em ơi nhìn gió lên trời lòng thương nhớ về cuộc đời ra kính trời dần hoàng dần ở tầng cành cành đến bao giờ con đường chưa mà nhớ con đường chưa em đây đó hay không tiếp tiếp hết thuộc hả con bà dạ con bà con nữa bà khá đây hôm chia tay chiều chủ nhật anh bao dần. Hôm nay cứ năm mà cứ sáu chuẩn đầu ông lại cấm rẻ nữa không bà hai một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc về người đẹp tôi ơi bên tôi màu hương phim em nghe quá chua cay ngày xưa anh nói khi gặp toàn anh mơ biết toàn chơi đá thế rồi nghĩ ngây còn quá ngây thơ còn thành con ma chị kè ha ha lê ha đó hay không rồi lát kêu chị Lê đưa tiền đưa đem lành giá em ngồi em chơi đặt đá đó bạn này tiếp 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 bài này hay á lên 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 nữa chứ. Thôi mà chưa được tiền mà tạo quá bà cũng bản rồi. Nói chung nãy giờ con giỡn vui tạo cái không khí cho cái clip cho vui rộn thôi chứ tiền đâu. Con đi xe hôm qua mình nói tạo công ty là quấn mày chết mày mày giờ mày với bà Trinh lường gạt qua lẹ lẹ đi lãnh tiền. Nghe mày cũng kỳ thì Sơn ơi là... con nghĩ là tiền đó thôi chắc để qua cái bữa đi Thủy Châu đi để có động lực đi chứ chứ thôi chắc đi không xìu xìu mới có đi về vui vẻ đưa 5 xị thế đi đưa trước 2 xì rưỡi về đưa 2 xì rưỡi nữa em xe là không phải em xe cho 200 ừ về là 300 hỏi luôn đi má không xuống xe cho 300 đã bây giờ là đến đó là nó không dám về đâu 700 ngàn mình xe đâu có được. Ông phải vui vẻ mới được những khi kiết lên chứ. Thôi nhìn gạt quá biến nẹ đi mày ba chân mà mốt tiền và đéo quà đi giật còn ừ đi giật đi chứ chui luôn ca sĩ mà lên bị khán giả nói. Anh đâu vậy anh? Về mau đi. Bảo dập em đây nè. Anh đâu vậy? Gọi điện nó còn bắt máy nè. Gì? Chứ gọi điện nó đâu có bắt máy chứ đâu. Ai biết lần trăm. Thôi rồi, ta đã xa nhau.
Rồi rồi ta đã xa nhau, kể từ đây có vụ có hồng. Anh đành chấp nhận tôi anh. Trời ơi mẹ kỳ là chồng tôi nhắc mẹ. Chồng mà nhắc cái gì? Tự nhiên chồng mà nhắc. Như vậy chồng mà xó sổ thôi rồi. Chắc không thấy đường thì chắc chắc đâu ơi. Tôi không thấy đường đó rồi có kêu tầm bậy tầm bạ phải không? Phải không? Tôi thấy giống là kêu, thấy giống kêu bữa nào chúng chửi giờ. Ăn bậy cũng chết mẹ luôn. Một tối tháng bảy đừng kêu bậy bạ, chị phải kêu rầm đó nha. Bị chết con nhóc này làm tiếng giống như con súc vật, giống như hệt luôn chó bị cắn nè. Tụi nó cắn là gì vậy? Ông cái giọng nó hơi hoạt luôn. Alo. Dạ đúng rồi. Chất, con báo cho chất một tin buồn này chất. Mày biết lý do không? Nghe không? Muốn nghe không? Nghe hả? Người ta nói chất la quá, giờ người ta báo lên công an quận rồi. Bảy nói chuyện giống đĩ gì chồng gì chứ á, người ta quay với chất nói chứ đi kiếm chơi toàn rồi, người ta nói chứ quay với chất tối này đưa cái nách lên hoài, cái nách đi chất mà bốc lên cái mùi điện thoại luôn, ta coi clip ta nghe được luôn á. Tao giờ hôm tối ngày đâu phải giống như vậy vậy chồng, ôi quá thôi chứ đừng có đánh chống lãng về chứ có cấm không cấm giờ má mày cùng má chết mẹ mày giờ chứ phải đỡ cái nách xuống mới được. Chúng mà thì con nói cái tiền đó là con về lại cái bữa đi Khỉ Châu. Mẹ đi tông đi. À, không đi thôi chứ không đi thôi khỏi lấy. Không đi là lấy đây chia ra luôn. Thiệt mà. Thôi má. Bà đã hứa cho ông Quỳnh không có cho ông cầm. Cái này khác, người khác đổi người đó đâu. Kìa, ông Quỳnh lại kìa, đưa nó đi. Chuyện gì? Chuyện gì mà đưa? Bà đó nó đưa. Bà đó là bà nào? Bà bên Mỹ á. Bà bên Mỹ là bà nào? Tên gì? Tên Sòi. Tên Sòi hả? Sòi non hay sòi 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 già? Sòi già. Sòi già hả? Chị xăm chi, chị xăm chi. Chức ghét cái giò xuống, chức trời, cái chân gì chích dính gì đó, gì Sơn. Dính ở dưới các bạn á, dính vàng vàng rồi vô đảo bên dưới châu kỳ quá, bà kỳ quá, có đầu ghê dính gì, dính gì vàng vàng á, đạp bên dính như ghế luôn rồi kìa. Chân á dưới làm chân á, con nó láo chất làm gì, cái chân bên đây nè dính rồi kìa. Dính gì à? Thì dứt dở lên coi thử đi. À lấy lấy trời. Cái dính đâu? Dây kìa. Đâu? Thì dứt đưa cái giò lên. Má nó công nhận á bà hội này. Lấy lấy trời. Có có đâu mà. Trời ơi. Lá bông mà. Chết rồi chết. Ồn gặn. Về đây. Mặc đồ đẹp trai qua vụ cầm hoài. Một mình ương chừng là nó khóc ướt ác rồi. Xin ca bò hứa làm văn cho nó không làm. Lúc này đặt đi cẩn qua mày coi chừng tao đó. Nay đây hắn cháu ngoại tao nè. Chó gì? Mày là ông ngoại mà kỳ vậy. Chồng của cả quà tặng cho chức nhân cả. Trời hôm nay mày nhộm cốc gì vậy? Mày bắt chứ quen nào nhộm không vậy? Đúng nguyện nhộm liếc lộn bây giờ đó, bỏ rồi đó. Gà này kháng thì chức cũng phải biết điều, phải ra cho trứng gà đỏ, cho sôi. Ừ, má gan cái còn có tiền. Người đưa 10 ngàn 20 góp lại chơi chức. Ừ, tao lấy tiền cho, nó lại kháng là kêu ta cho.
Hoài. Thấy cái đất dầu của ai nó đem về đây nó quay lên. Chơi vậy nó chơi nó nổi. Mày dục con gác hả con? Ai? Đất đó đó. Đó cũng còn đâu. Trời ơi, cái xe này đầu mấy triệu. Quỳnh mà đẩy cái xe nó ra Quỳnh. Nặng lẹ lên đi. Đẩy cầm lâm mà. Dính đây đúng không? Dính đây cái rồi. Vậy lấy chè qua cho ăn nha. Chè gì vậy chất? Ừ, gì vậy má? Lấy quạch đi xin bạch về bỏ đỡ vào. Ờ, bỏ cho ăn đi. Thôi, nhiều quá sao uống nổi. Sao chị cầm mấy đổ cho chất đâu. Thấy không, dù sao cũng thương cầm ăn tôi vậy. Bên tôi lắm rồi. Dạ, chỉ đi chứ. Chứ nó sẽ tại hết chứ. Lâu rồi phải chất ăn bánh canh hay chứ. Không có đâu má, thấy có tiền là ăn bánh canh nè. Lâu má dễ dòng dễ dắn. Thì rớt bao con bánh canh đường rớt. Chiều đi. Thôi hôm nay thì hắn cháu ngoại ăn chè đi. Mặt đại quá nè. Rồi đi ra. Mặt đại. Mà chạy ơi. Má để lại cho bà chất ba cặp bà chạy. Ghê vậy. Anh Vinh đưa cho bản chi vậy. Đưa con chạy nè. Chạy đi má. Xe kia nhỏ quá của ai vậy? Xe nhỏ của bà Bí. Trời ơi thiệt à. Đâu ta đạp thỉnh cơ được đâu. Gây gây lên. Dạ rồi. Lên đi. Này bà vui quá. Rồi chiếc bà lấy xe đạp của chị đẹp nha. Vịnh lại, vịnh lại, vịnh lại. Rồi chiếc đạp xe đạp nha. Để chồng. Đẩy ra đi. Rồi đẩy lại. Đó anh cả cầm quay em đây. Em cầm quay em cầm quay em. Bà đéo lấy được. Em lên, con lên ngồi cho. Thôi chị chạy đâu. Lên lên lên. Lên. Ủa. Lên. Leo lên đi. Leo lên đi. Để đẩy á, để đẩy á toàn. Chưa chất lên ngồi luôn. Chất lên không có được. Đẩy ra đi lên. Leo lên. Để đẩy có chấn mà mới chạy được. Không mà đấy, chức lên ngồi đi, em dịnh chân lại. Mà được không, anh Toàn? Nè, lên đi, ừ, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Lên lên. Rồi đó, mới chạy qua chưa? Đó, dịnh chân lại chưa? Đừng có hung da là té giặt mặt đó. Trời ơi, cái em con bị gì? Cái em nó kỳ vậy? Ê, 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 ê. Vậy, vậy. Trời ơi, cự dữ đi, con biết à. Chẳng đó. Tiên cao cái tung kìa đó. Chỉ là bà đồng rồi giả thấy xe tôi. Thôi, tiên cao má thấy kìa. Bà lấy xe tôi, bà đó đi. Đau lắm. Rồi. Tao cái kèo lên gặp tới dép này mới cho. Trời ơi, cái xe vô hay gì cơ. Nó vô con nó cây trơn chết mày á. Mình chửi anh đài chứ. Mày có cắp tao dép đỏ không? Mất tiền dép đỏ vậy. Vậy. Em có cắp dấu. Dấu gì? Dấu xe. Ôi. Dấu đâu vậy? Chơi kỳ quá. Nói nghe dấu đâu. Thôi má. Tại nó đi. Má chối nữa. Dấu chết. Chú dục nữa. Cái con này nè. Đợi nó đi. Mày vô duyên quá. Có ba chị em biết thương nhau. Thank you.
Bà nói bà dơ sao bảo? Nói bà dơ quá sao bà chết. Rồi gì quý, gì chứ thấy sao chứ? Gì quý, gì đẹp nói gì, gì chứ thấy sao? Đúng, chị á nghe là mày quẹo quẹo, tội nghiệp quá hả? Chức cho bà 100 đi. Mày, mày tốn quá, 100 vụ bính mày. Ơi, chứ đừng có nó tốn con nha, không có đâu được. Thấy nó nhận tiền mình đừng có. Con ghê của tôi cũng lấy con. Ai cho mày đi chơi? Phải không? Ai cho mày đi chơi? Ê, thời tình. Ngu vậy?